lên kia em bán ở trên đầu trên kia tại vì không có ai lên trên nó. Cái xong em thấy cái quầy nước nó dễ thương, nó xinh xinh quá. Cái qua em mới kêu là cho em một chai được không? Cái có cái anh kia cũng mua nước luôn, kêu cho gì cho. Điên hả, người ta bán mà cho gì? Muốn uống gì anh mua cho. Hả? Cái em á, em muốn uống cái này ghê, ngon á, nó khỏe khoắn, con người nó mát mẻ lắm luôn á. Em muốn uống thử, anh kêu mua đi. Xong rồi có tiền trên tay đó trả đi em. Một câu chuyện rất nhân văn và cảm động. Lát kia quỳ nước trả lương bữa nay nha. Rồi vô đi em. Rồi vô đi. Chị rất là lãng hậu. Mấy gì ra tao cười muốn chết luôn á mà tao kìm lại á. Mấy gì ra vô gì ra. Mấy gì ra. Về gì đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng còn đường xưa, những chiều hè có mưa đổ. Mưa ướt lại vai anh, em thấy lòng mình nhói đau. 56 mấy gì đây ha, gì đây ha, gì đây ha, gì đa. Quen dòng sông ta đông cho đầy bàn sáng lắc nơi lớn chừng. Mình mừng đinh đinh tôi tin trong lòng tối nay nào ta đi lính. 29 còn 29 mới hề tưởng. Ủa đang nhúng luôn á, kiểu đang cái đà này nhúng là nhúng chưa vô được nữa. Đổ đầy bình xăng đi lính, cái đổ bình xăng lắc cái bình xong xong rồi đó. Số gì đây, mấy gì đây, cái mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Là em, cho anh bắt ăn bắt ngủ, chứ thức thổ chứ không phải là em. Những anh bao đêm thầu thức, chứ đêm nào nước cũng chính là em. Người ta ngắm cây ngắm cảnh, còn lấy ảnh em ra mờ lem. Chỉ còn em bên cạnh, không còn cô đơn yêu hoặc ngày mai. 22 à, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Số 10 vừa kêu qua có 1 29 có 2 35.
35 có 3, 56, 56 hợp lệ. Rồi quyền tặng vé, mình giờ liền còn lại sao nha. Rồi, em gửi vé lại, anh nhớ quay lại mặt sau tờ vé ghi tên và số điện thoại. Rồi, đây là phần quà tượng trưng của đoàn. Anh vào trong anh nhận một phần quà đặc biệt của đoàn của nhà tài trợ tương trần này là quý vị. Dạ, bây giờ là 30 nghìn đồng tiếp tục nha quý vị nha. Tham gia tham dự để chúng ta có những phần quà đặc biệt cầm trên tay. Và tí xíu nữa đây, một bữa cái lương hậu quảng rất là hấp dẫn thì chúng ta nhớ nha. Tại vì là khi mà biểu diễn nguyên một vở trích đoạn thì nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nên là đoàn quyết định là phải bán những vòng loại như thế này nè, nhanh, mau, gọn và lẹ. Để cho một số quý vị anh chị mình đã chuẩn bị xong công việc ở nhà, chúng ta đến đây, chúng ta thưởng thức trọn vẹn nguyên một tuần. Nên là quý vị cũng nhớ chịu khó, khi mà đã có mặt ở đây rồi, mọi người nhớ đồng hành và ủng hộ mỗi người một phiếu. Để chúng ta sẽ có những phần quà đặc biệt cầm trên tay. Và sự góp mặt lần thứ hai của đoàn tuồng cổ Hà Mỹ Anh đến với đoàn Sài Gòn Tân Thời. Lần này là một vở trích đoạn cải lương hậu quảng cực kỳ hay với chủ đề được mang tên Ngủ biến báo phu cù. Đó, đây, phu cà đó, phu cà đó em. Đó, rồi bây giờ, phu cù, đó em nhớ chưa? Ờ, nhớ phu cù. Ờ, rồi đâu, đập đấu hồi đi bà. Vậy? Bà không có gì hết á. Rồi, hết chi châu pha. Rồi bây giờ quý vị nào có nhu cầu mua vé nó ngồi tại chỗ chơi cao ca lên quý vị nha. Ở gần ở xa các dạng mình chỉ cần là đưa tín hiệu thôi. Tất cả tín hiệu sao chị? Ví dụ là mình giơ tay như gì nè, hoặc là mình đứng lên nè, hoặc là mình làm những cái chiêu trò. Mình nhảy đúng không? Xê. Đó đúng rồi đó. Hay là những cái gì đó để mà nó hơi lạ lạ tí xíu cái mình thấy được á. Sao vâng? Hết chưa giờ? Rồi. Bây giờ bên đây là cô Minh Hiếu Lậu còn mấy vé? Một vé nha. Chắc chưa? Ủa là cô Minh Hiếu Lậu nay sao không đeo vàng vậy? Hôm bữa trời đi hát Bình Dương nó trời mưa đó ra tay lẻ cho vậy. Giờ đang gửi đi xi chưa lấy kịp. Ủa vàng mà lên tay kìa. Ờ, vàng phải đi không ai, đi rửa lại cho nó sáng em. Rồi bây giờ vòng loại này là 30 nghìn đồng nha. Cơ mai sẽ được nhận qua phần quà đặc biệt của nhà tài trợ từ Trần Đà Nẵng sẽ phép bắt đầu. Dễ cho là chưa các bạn. Mấy chị đã sốt chị đã mấy chị đã mấy chị đã ba la ba la ba la bê 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 ba la ba la ba la bê 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 ba la ba la ba la bê 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 ba la ba la ba la bê 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 sao cũng đã có người muốn mang niềm vui đến cho mọi nhà đừng cười đừng chê hỡi ai nếu người chẳng may chứ bê bê vậy sao ai sẽ cười mình bạn ơi mấy chị ra sao chỉ cười sinh con ai nợ xanh lòng xanh ra chính mình đau lòng mẹ cha trời xanh có mận có đào có trai có gái có những người đồng tình liên ái như ở tận đây vậy chứ chị ta hiểu đâu lúc nãy mà nói như vậy đó mình xong rồi vô cái bài đó mới hết à vậy hả vô mà em hết ủa phải đằng sau để học nha ok mấy chị đây mấy chị đây mấy chị đây mấy chị đây à.